Xin chào anh em và các bạn nhé. Hôm nay rất chào mừng anh em và các bạn quay lại kênh máy bơm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ môi trường và phòng cháy chữa cháy Bình Nguyên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em máy bơm nước thải hiệu NTP model là HSM280-12.2-265. Dòng NTP là một trong những sản phẩm của Đài Loan được nội địa hóa. Nói nội địa hóa thì nó cũng hơi xa xỉ một tí, là đặt nhà máy tại Việt Nam. 100% linh kiện được sản xuất tại Taiwan và đặt nhà máy tại Đồng Nai, Việt Nam. Hàng NTP là so với lại cả các cái hàng cùng phân khúc thì ví dụ như hàng Grumbus, APP và hàng Evac cái vùng thì nói chung là nó cũng 19-10. Về hàng NTP thì đây, trước tiên là xin phép quay tổng thể về các cái ngoại hình máy. Con này là công suất 2.2 nhé. Đấy. 2.2 một pha. Tem chính hãng NTP. Ống xả 90. Dòng NTP thì có bơm hóa chất đầu nhựa này, bơm chìm nước thải này, bơm chìm nước thải toàn thân inox này, bơm chìm nước thải thân inox 304 hai đầu gang. Dòng và các cái dòng bơm hỏa tiễn, dòng nước thải thân inox 304 hai đầu gang này thì sẽ phân là hai loại, một dòng là HSM và một dòng thứ hai là dòng HSF. Dòng HSF thì nó là dòng bơm bùn và cái đế của nó, cái đế này của nó là bằng đế kiềng bằng gang, thì cánh của nó là cánh kiểu Voltex, có thể sử dụng cắt rác. Còn dòng HSM là dòng nước thải sạch, nước thải ví dụ như kiểu là dùng đã qua xử lý hoặc là các cái chất thải không có cái tạp chất như rác hoặc là ấy thì có thể sử dụng con này được. Dòng này thì cũng như các cái dòng sản xuất tại nhà máy Taiwan thì nó đều có rơ lây nhiệt. Các cái cấp độ bảo vệ của nó thì nó vẫn là IP68, và đặc biệt là so với lại cả các cái sản phẩm cùng phân khúc thì nó là dòng gọi là rẻ hơn. Bởi vì làm sao, nó sản xuất tại Việt Nam thì nó mất đỡ tốn các cái chi phí như gọi là thuế má nhập khẩu này, vận chuyển đường biển này, thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn, độ bền thì tương đương nhau. Các cái cấu tạo về cái phần cấu tạo chính thì ví dụ như các cái mặt bích này thì vẫn có thể thay thế cho được các cái dòng như APP hoặc là các cái dòng xuất xứ cùng Đài Loan, anh em có thể gọi là kết nối như nhau, gọi là thay thế tương thích. Dòng NTP thì nó sẽ linh động hơn so với lại các cái dòng khác, là nó sẽ song song sản xuất từ 2.2 đổi xuống là có 3 pha và 1 pha. Đấy, để cho anh em dễ lựa chọn. Đấy. Tổng thể về máy. Hiện tại ở khu vực miền Bắc thì cũng như các cái khu vực cả nước thì hiện tại đại lý công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ môi trường của cái xã Bình Nguyên vẫn đang phân phối
và bán các cái sản phẩm NTP gọi là đạt doanh số cao. Đạt doanh số cao nghĩa là gọi là bên mình có cái tỷ lệ chiết khấu mà cũng tốt cho anh em gọi là có thể sử dụng được dòng này. Anh em lưu ý nhé, dòng này thì có cả bơm giếng khoan, bơm hóa chất đầu nhựa, bơm hóa chất lưu lượng lớn, bơm chìm nước thải, kể cả toàn thân inox 36 vẫn có, bơm ly tâm trục ngang, bơm tăng áp nhà dân hoặc là các cái cụm sealer vẫn có. Anh em có thể lựa chọn tham khảo thêm các cái dòng bơm như này nhé. Đây là số điện thoại của hotline bên công ty Bình Nguyên. Anh em cần liên hệ với ngay qua số điện thoại 0988 345 283. Cảm ơn anh em đã quan tâm đến kênh nhé.